Rồi em xin chào cô chú anh chị nha. Đây hiện tại nhà em đang có nồi niêu xoong chảo bãi quá nhiều luôn cô chú anh chị. Rồi một nhà luôn cô chú anh chị ơi. Rồi để em lên cho cô chú anh chị làm một số mặt hàng nha. Cái này là nó bằng gan nè cô chú anh chị. Gan sắt thép ta. Men sắt 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 được. Sắt trắng men cô chú anh chị nha. Sắt trắng men mà không bị lỗi luôn cô chú anh chị. Không bị lỗi luôn. Cái này đẹp quá, còn tem luôn là trời, còn tem Nhật luôn cô chú anh chị nha. Rồi hàng này là tuy là nói là hàng đã qua sử dụng hàng bãi nhưng mà em cảm giác là chưa có sử dụng đâu cô chú anh chị ơi. Rồi đường kính ngang giùm em là 19 cm, sâu lòng xuống giùm em là 10 cm nha cô chú anh chị. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị là 500k. Cô chú anh chị nào chốt 500k lên nhà em mã 1 đầu like luôn cô chú anh chị nha. 500.000 mã 1 giùm em đầu một cái video nguội nha. Mã số 1 500. Ê cho xin đi viết đi. Mã 1 500 nè. Rồi em lên lướt. Em lên lướt mã nha. Rồi đây là một cái con quánh nữa của chú anh chị. Con quánh này là quánh Nhật bãi nha của chú anh chị. Xài cũng ngon, ok. Xuất sắc nha. Mã 1 nè, 500k. Rồi em lên tiếp mã 2 cho chú anh chị nha. Mã số 2. Để em đo kích thước đường kính nha. Đường kính ngang giùm em là 17 cm, sâu lòng xuống giùm em là 9 cm của chú anh chị nha. Rồi cái nắp dễ thương chưa. Rồi em bán cho chú anh chị là cái quánh này là 250, hàng nguyên khói nha chú anh chị ơi, 250k. Mã số của chú anh chị chốt giùm em là mã 2 của chú anh chị nha. Con này dày dặn nguyên khói nặng nha, rất là nặng luôn. Rồi cái này là nấu súp đồ này kia, là nấu canh, nấu đồ này đồ kia là được, ngon lành nha. Mã 2 250 giùm em. Rồi sau đây em có một cái nồi thịt kho hộp vịt siêu to luôn chú anh chị nha. Đây cái nồi thịt kho hộp vịt rất là to, hàng này của Đức của chú anh chị. Đường kính là 30 cm nha cô chú anh chị, đường kính 30 cm giùm em. Hàng này chưa qua sử dụng luôn cô chú anh chị, to đùng luôn nè. Cái này là kho hộp vịt hoặc là nấu súp, nấu canh, nấu gì cũng được, xài từ bắt từ rất là ngon nha. Cái này là dòng của thằng gạch ta mì nha cô chú anh chị ơi, phía dưới xài từ được giùm em. Rồi cái nồi này cô chú anh chị chốt hạ giùm em nha. 750 ai chứ gì? 850 cô chú anh chị chốt 850 lên nhà em. 850 mã 3. Mã 3 850, đường kính 30 cm, 850.000, đường kính 30 cm nha cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Ok. Mã 3. Mã 3 giùm em. Rồi lên tiếp nè, có một cái quánh này cũng ngon lành, cành đào luôn cô chú anh chị. Rồi, con này nó hơi mỏng mỏng với lại nó mất nhẹ, sale vô chú anh chị. Con này 200, đường kính ngang giùm em 20, sâu lòng xuống giùm em là 9. Rồi con này của chú anh chị lên giùm em mã số 4, 200k, chốt mã 4 nha, mã 4 200. Rồi đây một con nhôm nữa của chú anh chị nha. Con nhôm này thì cũng gọi là ok, ngon lành, nhức nách nha. Đường kính ngang giùm em là 26 cm, sâu lòng xuống giùm em là 10 cm luôn của chú anh chị nha. Rồi con này bán vô chú anh chị là 400k, của chú anh chị nào chốt 400 lên nha em. 400k mã số của chú anh chị lên giùm em là mã 5 của chú anh chị nha, mã 5 400, mã số 5 giùm em. Mã 5 400. Ở đây một con này con đỏ, con này chống dính nha, màu đỏ nhưng mà nó bị lỗi bên trên này nhẹ nè cô chú anh chị. Rồi sale cho cô chú anh chị còn 400.000, đường kính ngang giùm em là 28, sau lòng xuống giùm em là 10. Xài từ được luôn cô chú anh chị, cái này về trà đánh ra là còn ok nha. Rồi lên giùm em mã số 6 đi. 400, mã 6 400. Mã số 6 400 có cái nắp luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp, rất là dễ thương luôn đúng không? 400.000 mã 6 giùm em. Này không có nắp hả? Rồi thêm một con men hổng nắp, đường kính ngang giùm em 26, sau lòng xuống giùm em là 23. Cái này là dung tích tầm là 6 đến 7 lít của chú anh chị nha. Cái này là bị một chấm men nhỏ chỗ này thôi, bị lỗi nhẹ nhẹ xíu thôi chú anh chị nha. Còn ngoài là khá là ok luôn cô chú anh chị. Ngoài khá là ok luôn đây. Rồi con nồi này em bán cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi con này này sale cho cô chú anh chị còn 600. Không có nắp rồi, sale cho cô chú anh chị còn 550 thôi. 550k một con men to đùng, dung tích là 7 lít cho cô chú anh chị. Mã 7 giùm em. Mã 7 550.000. Mã 7 nè. Rồi cái này không có nắp nha cô chú anh chị nha. Cái bánh này nhỏ để dành làm bột, làm đồ này kia được nè. Rồi sale cho cô chú anh chị đường kính ngang giùm em 15, sau lòng xuống giùm em là 8. Rồi bán 180.000. 180k mã số của chú anh chị chốt hạ giùm em là mã 8. Mã 8 180, cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nha cô chú anh chị ơi. Khuấy bột này kia cho bé là ok. Rồi đây thêm cái nồi nữa nè. Đường kính ngang giùm em là 22 của chú anh chị, sau lòng xuống giùm em là 12.5 nha. Rồi cái nồi này em bán cho cô chú anh chị luôn là 3
cái gì 400k luôn cô chú anh chị nha, rồi dày dặn nguyên khối nha, 400k mã chín 400, mã chín 400 giùm em, nồi rất là dày luôn cô chú anh chị nha, mã số 9 400. Đây có cái nồi thịt kho, nồi này kho cá kho quẹt đồ này kia ngon lành ok nè cô chú anh chị ơi. Rồi sale cho cô chú anh chị còn 180 xài từ được, có nắp dễ thương không, 180.000, mã số lên giùm em mã 10 180, nhỏ xinh nha cô chú anh chị, mã 10 180. Đường kính ngang giùm em là 16, số lòng xuống giùm em là 5 phân. Rồi, lên giùm em mã 10 180. Mã 10 180.000 luôn nè. Rồi em có một cái bánh men nè cho anh chị nha, bánh men. Bánh men này cũng còn khá là ngon, khá là ok. Đây, bên trong thì nó hơi bị đốm đốm xíu thôi cô chú anh chị. Rồi sale cho cô chú anh chị là 200k. Ai chốt 200 lên giùm em 200. Mã số của chú anh chị lên giùm em là mã 11. 11 200.000 luôn cô chú anh chị nha. 11 200 giùm em. Men quánh men đồ men của Nhật rồi ok. Cái này là có một cái men nó hơi xấu. Rồi. Nhưng mà sale cho cô chú anh chị giá lỗ luôn nha, 120. Ai chốt 120 lên giùm em 120. 120k mã số 12. 12 120 luôn, nó bị lỗi men cũng hơi nhiều đó cô chú anh chị. Đường kính ngang giùm em 21, sâu lòng xuống giùm em là 8. Đây. Rồi 100. Rồi 120 mã 12 giùm em. 12 120. Rồi đây thêm con quánh nguyên khối liền nữa nè cô chú anh chị nha. Phía sau có dùng made in Japan chữ khắc giùm em nha cô chú anh chị nha. Rồi đường kính ngang giùm em là 20 cô chú anh chị, sâu lòng xuống giùm em là 9 phân nha. Rồi cái này em chốt cho cô chú anh chị nào luôn nè. Rồi cái này lên giùm em 300k. 300k cái quánh này là dòng nguyên khối nặng 1 kg, gần 1 kg luôn cô chú anh chị nha, 300 giùm em. 300k. Mã 13 giùm em, 13 300. Cô chú anh chị nào chốt 13 lên giùm em, 13 là 300.000 luôn. Xài cực kỳ dễ thương luôn cô chú anh chị nha. 13 300. 13 nè, 300. Ok. Rồi ai chốt mã 13 lên nhà em 13. Em có một cái quánh Mỹ nè cô chú anh chị, cái đồ Mỹ nè. Đây. Cái này là một cái chảo, vừa là chảo vừa là quánh vừa là nồi. Cái này coi như là mình mua 2 được 1 nè cô chú anh chị. Đường kính ngang giùm em là mua 1 được 2 má ơi. Đường kính ngang giùm em là 28 cm, lọt lòng xuống giùm em là 27, sau lòng xuống giùm em là 7. Cái này là chiên xào nấu nướng đồ ok ngon lành nha. Ở bên trên là có cái nắp này là vừa nồi được luôn nè, nồi nấu canh nấu súp được luôn. Đường kính ngang giùm em là 26, sau lòng xuống giùm em là 7. Cái này xài từ được luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi ai chốt cái nồi này lên giùm em 1.2 triệu. 1.2 triệu nguyên một cặp như thế này cô chú anh chị nha. Cái này là của thằng Amway Mỹ nha, Amway Mỹ made in USA giùm em. Rồi một cái này là kiểu là mua một được hai, mua một cái chảo chống dính nè, được với tặng một cái gan, tặng được cái nồi luôn cô chú anh chị nha. Rồi lên giùm em. Cái nắp này mình có thể nấu ga này kia ok nè. Amway của Mỹ 1.2 triệu giùm em. Mã số 14 giùm em, 14 1.2 triệu luôn cô chú anh chị nha. 14 1.2 triệu. Rồi đây thêm con ấm men nè, ấm men gì? Con vịt, con kim chánh cục của chú anh chị, nguyên nguyên si nguyên kiện luôn, rất là đẹp luôn đúng không? Rồi em bán. Em bán cho chú anh chị cái ấm này là 400k. Cô chú anh chị nào chốt 400 lên nhà em 15 nha. Cái này tầm 1 lít thôi, 15 400 giùm em, mã 15 nha. 15 400k. Quá đẹp xuất sắc luôn nha cô chú anh chị ơi, 15 400. Rồi đây thêm con chảo Mỹ nè cô chú anh chị. Con chảo này là của Mỹ nha. Cái này là chiên xào nấu nướng ok. Đường kính ngang giùm em là 29 nha cô chú anh chị nha. Sau lòng xuống giùm em là 9 nha cô chú anh chị. Rồi lên giùm em mã số 16. 16 là 850. 16 850 của Mỹ nha, một con nồi của Mỹ nè cô chú anh chị nha. Rồi hai cái tay cầm này là được cách nhiệt nè cô chú anh chị. Xài là cực kỳ êm luôn nha. Hàng này chưa qua sử dụng rất là bóng. Con này nặng lên đến là 2 kg cô chú anh chị. 2 kg giùm em. Hả? Rồi đây có con quánh nữa nè. Con quánh này là ok nha, quánh này mã 17 giùm em. Quánh này siêu to, đường kính ngang giùm em là 21. Rồi sau lòng xuống giùm em là 15 nha cô chú anh chị ơi. Đường kính 21, sau lòng xuống giùm em là 15. Rồi con này lên giùm em mã 17 đi cô chú anh chị. Bán cho cô chú anh chị là 250. Cô chú anh chị chốt 250 lên nhà em 250, mã 17. Con đó đẹp đó, 250.
mã 17 giùm em. 17 có 250.000 thôi. Quánh xuất sắc nha. Rồi thêm con men đỏ nè cô chú anh chị. Rồi con men đỏ này em bán cho cô chú anh chị là 220.000. Con này là bên trong rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị ơi. Cái này dung tích tầm là hơn 1 lít xíu. Mã 18 giùm em, 220k. Mã 18 cái này là dáng đẹp, về sưu tầm này kia là ok nhức nhói nha. 18 220.000. Rồi lên tiếp tục giùm em nha. Cái này là cái ấm kiêu nè cô chú anh chị. Rồi ấm kiêu này sale cho cô chú anh chị còn là 220.000 luôn nha. 220.000 mã số của chú anh chị chốt hạ giùm em luôn là mã 19 của chú anh chị, 19 220, dung tích là 2 lít nước nha. Dung tích 2 lít nước giùm em. Rồi thêm con nồi nè. Nồi này để nấu súp, nấu canh, nấu đồ ăn ngon ok nha. Rồi cái này tầm lít rưỡi nha, đường kính 19 sau lòng xuống giùm em là 10 nha. Rồi cái này bán cho cô chú anh chị mình luôn là 200.000. Ai chốt 200 lên nhà em 200. 200 mã số cô chú anh chị lên giùm em 19200. 19200 nè. Rồi đây còn con nào. Đây còn hai con chảo của chú anh chị nha. Coi hai con chảo đầu bếp nha. Hai con chảo đầu bếp này, cặp này lên giùm em là cặp này bán cho cô chú anh chị luôn là 260.000, cái gì 580.000 cặp này nha cô chú anh chị. Cặp này là 580 giùm em, xài từ xài ga đều được, đường kính giùm em 16 sau lòng giùm em là 4. Cái này đường kính ngang giùm em là 20 sau lòng xuống giùm em là 5, cặp này 560 giùm em nha. Cặp này 560 luôn cô chú anh chị. Ai chốt 560 lên giùm em 560k. Mã số lên giùm em 20. Rồi cô chú anh chị nào chốt mã nào gọi giùm em mã số đấy luôn nha cô chú anh chị ơi.